Tôn Chí Tôn Chuyện tập 14. Chuyện này là sao? Không phải anh nói đêm hôm qua chúng ta không có gì xảy ra sao? Vậy mấy bức ảnh trên mạng này là như thế nào? Cậu có thể im lặng chút được không? Đương Tổng, có phóng viên Natalia muốn gặp anh. Cho vào đi. Cái thằng danh này, mày biết mày làm cái gì không hả? À chị, đau lắm có biết không? Chị là phóng viên hay là lực sĩ vậy? Mày thấy tao giận tím người luôn chưa? Không được gì hết, chỉ giỏi gây chuyện thôi. Cái chuyện trên hot search mày tính sao đây? Thì nhận thôi, trong ảnh là mặt em với cậu ta, chối thế nào được. Vậy còn Murat, ý của em như thế nào? Tôi... chị à, chị xa xôi chạy đến tận đây chắc là nghĩ ra cách cứu thằng em này rồi chứ. Cứu mày cái rắm ấy. Chị cứu em chuyến này đi, em cầu xin chị đó. Lại là cái chiêu mỹ nam kế chết tiệt của mày. Mày không cảm thấy mất hình tượng trước mặt nhân viên à? Hình tượng cái rắm gì chứ, lão tử đây không cần. Chị cứu em trai chị đi mà. Đương Tổng, anh có cần đi bác sĩ không? Hồi nãy anh vỗ ngực bảo là anh sẽ tự giải quyết chuyện này mà Đương Tổng. Tôi đâu có nói vậy lúc nào, cô nghe nhầm rồi đó. Quyết làm cam chịu, ai bảo mày là em của chị cơ chứ. Chuyện này để đây chị lo. Bây giờ mọi người quay trở lại làm việc đi. Cô cùng với các nhân viên ở phòng marketing dập tắt cái hot search này cho tôi. Được rồi, bọn tôi đi làm liền đây. Chị tính thế này, bây giờ chỉ còn cách xác nhận thôi. Thế giới người ta đã cởi mở về vấn đề LGBT rồi. Chỉ còn ở nước chúng ta vẫn còn nhiều người có suy nghĩ kỳ thị. Nhân đây chị sẽ thuận nước đẩy thuyền. Biết đâu được chuyện của hai đứa sẽ thay đổi được suy nghĩ của mọi người ở đất nước chúng ta về giới tính thứ ba thì sao? Nhưng mà Đường Tổng đâu có thích tôi. Đêm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Ây da, tình cảm có thể bồi dưỡng thêm. Bây giờ cứ giải quyết như thế đã. Làm như chị cậu nói có thật sự ổn không? Có gì đâu mà không thoải mái, tôi vốn dĩ là như vậy mà. Là sao? Là như thế này nè. Vô sỉ, đúng là thỏ đế, chưa gì đã bỏ chạy rồi. Ngày hôm sau, Tương Tổng, không ngờ chị của cậu lại nhịn màu như vậy đó. Tất cả mọi người bây giờ không còn kỳ thị giới chuyện của cậu nữa. Nhìn đi, trên mạng bây giờ toàn là fan cấp bờ của cậu với Murat. Thật không ngờ, chỉ một bài báo của chị cậu mà đã làm thay đổi tất cả. Đúng không hổ danh phóng viên sát thấu. Đương Tổng, cổ phiếu của công ty chúng ta tăng chạm đỉnh rồi. Các cổ đông hôm trước phản đối anh, bây giờ quay xe ủng hộ anh rất là nhiệt tình. Hôm nay Murat đi quay ở đâu? Đang ở Bình Nguyên vô tận để quay phim á. Đi thôi. Trường quay. Cảnh này nữ chính top nam chính, diễn cảm xúc vào nhé. Đây là phân cảnh rất là quan trọng đấy. Tôi tắt thật được chứ, như vậy có cảm xúc hơn. Murat, cậu chịu khó nhịn đau một chút được không? Vâng. Máy quay sẵn sàng. 1, 2, 3, action. Đồ khốn, sao không nhượng? Xin lỗi đạo diễn, tôi quên thoại rồi. Được rồi, quay lại đi. Cái đồ bệnh hoạn. Cô nói gì? Tao nói mày là đồ bệnh hoạn, bộ mày điếc hả? Ghê tởm quá đi, tại sao lại quay với thằng gay như mày chứ? Mấy kẻ kỳ thị giới tính như cô mày đáng ghê tởm. Chuẩn bị xong chưa? À xong rồi đạo diễn ơi. 1, 2, 3, action. Đồ khốn, sao lại... Cáp, lại quên thoại nữa à? Xin lỗi đạo diễn nha, tại tôi hơi hồi hộp khi đóng với anh... À không chị, cô này. Không biết phải xưng hô sao luôn á. Anh nói xả lơ nữa rồi đó, tập trung vào, chuẩn bị quay lại. 1, 2, 3, action. Cáp, quay lại. Ôi xin lỗi Murat nha, tôi quên thoại á, chứ tôi không có cố tình tát cậu đau đâu. Có chuyện gì? Nhường nhõng, nhồi. Nhìn nhạc nhõng nhõng nhé nhì, nhìn nhát nhé nhưng nhã nhồi nhó. Nói cái quái gì vậy? Đứa nào dịch hộ coi? À để tôi dịch dùm cho. Cô ấy nói là Đường Tổng nãy giờ đã quay đi quay lại 10 lần rồi. Anh nhìn mặt của cậu ấy đi, bị tát đến sưng cả rồi đó. Nhúng. Đưa kịch bản để tôi xem. Cái kịch bản chó gì đây? Sao toàn là cảnh đánh nam chính thế này? Nhưng nhõng, nhịch nhãn nhè nhà nhúc nhước, nhanh nhọn nhẹ nhầu như nho nhu nhát nhóng nhó. À để tôi dịch. Cô ấy nói là Đường Tổng kịch bản này là lúc trước anh chọn để đầu tư cho Murat đóng đó. Tôi chọn. Ai à Đường Tổng, cậu tới sẽ không báo cho tôi một tiếng. Mẹ nó đạo diễn Lâm, không muốn chết à? Dám để cô ta ức hiếp người của tôi.
diễn viên đôi khi dễ nhập vai, xuống tay như vậy cũng là điều bình thường thôi, khó tránh khỏi. Đừng có nói với tôi là ông không nhận ra cái con lăng quăng kia cố tình quên lời thoại. Ây, không có đâu, cô ấy là diễn viên nổi tiếng mà, làm gì mà xấu tính như vậy. Thế ông có muốn tiếp tục có vốn để quay bộ phim này không? Ồ, xin lỗi cậu, tôi sẽ nhắc nhở cô ta. Kịch bản đổi hết lại cho tôi, nữ chính sẽ là người bị nam chính ngược. Cái này thì thật là làm khó. Còn mẹ nhà ông, hay là ông chê cái ghế đạo diễn này ngồi quá lâu? Tôi biết rồi, mau đổ kịch bản lại đi. Dạ vâng ạ. Kịch bản có thay đổi nên tạm thời đoàn phim nghỉ giải lao một chút nha mọi người. Nào, ngồi yên coi. Đau, nhẹ tay chút, biết đau sao còn để cô ta đánh. Thì kịch bản là tôi phải chịu ăn đòn mà. Không biết cái đứa nào ngu ngốc lại đi duyệt cái kịch bản ngược nam chính như vậy. Này, đừng có nói là cậu nhá. Lão tử đầu óc tỉnh táo, đâu có điên đâu mà chọn cái này. Nhà nhà nhịp nhã nhớ nhược nhỡ nhại, nhậu nhu nhác nhọc nhi, nhắc nhở nhếp nhục nhai. Cô ấy nói đây là kịch bản mới được dựa lại. Cậu mua đó đọc qua đi, lát nữa tiếp tục quay. Không biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa. Trời đất quỷ thần ơi, kịch bản này quá là xuất sắc luôn. Từ bây giờ tôi sẽ ngược nữ chính. Lều nghĩ của diễn viên nữ. Đầu óc của bọn họ nghĩ gì mà lại đổi kịch bản thành như thế này vậy? Nói với bọn họ nếu không đổi kịch bản thành như cũ thì đừng hòng tôi đi quay. Một diễn viên nổi tiếng như tôi mà lại trở thành phiên 2 của phim Đại Nam Chủ sao? Khó khăn lắm mới giành được nữ chính của bộ này. Cô mà bỏ là con nhỏ Annabelle sẽ nhảy vào làm nữ chính đó. Không được, con nhỏ Annabelle đó chỉ xứng đáng đóng vai nô tì của ta thôi. Cô đi nói với đạo diễn, tôi sẽ đóng.